Và Lý xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin Hoa Thiên Đốn. Hôm nay Chủ nhật 19 tháng Giêng năm 2014. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị đón xem những hình ảnh sinh hoạt của các hội đoàn, đoàn thể và cộng đồng người Việt vùng Hoa Thiên Đốn tổ chức lễ tưởng niệm và vinh danh 74 anh hùng tự sĩ Hoàng Sa. Sau đó là phóng sự lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa do gia đình hải quân vùng New England tổ chức. Kế đến là bản tin đặc biệt về chính phủ Hà Nội phá rối lễ tưởng niệm chính sĩ Hoàng Sa tại tượng đài Lý Thái Tổ gần Hồ Gươm, Hà Nội. Và sau cùng xin kính mời quý vị đón xem thế lực quân sự giữa Hoa Kỳ, Trung Cộng và Việt Nam cùng các quốc gia trong vùng Biển Đông. Kính thưa quý vị, bên cạnh sinh hoạt đón xuân, năm nay tập thể người Việt vùng Hoa Thiên Đốn cùng hướng về ngày lịch sử 19 tháng Giêng năm 1974 để tưởng nhớ 40 năm trận chiến Hoàng Sa. Và sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi phần phóng sự do anh Nguyễn Thành Công tường trình từ hai sinh hoạt, tưởng niệm và vinh danh 40 năm Hoàng Sa tiếp nối diễn ra tại thành phố Virginia vào ngày thứ Bảy 18 tháng Giêng vừa qua. Xin chào Vạn Lý và xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả bản tin Hoa Thiên Đốn. Vâng, vào những ngày cuối năm âm lịch năm nay, ngoài sinh hoạt đón xuân, cộng đồng người Việt vùng Hoa Thiên Đốn đã cùng hòa nhịp cùng với đồng bào trong và ngoài nước, cùng hướng về ngày 19 tháng 4 năm 1974. Vào 40 năm trước, ngày mà 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa trước sự xâm lăng bằng võ lực của Trung Cộng, bất chấp chủ quyền của Việt Nam và công pháp quốc tế, với sự phối hợp của cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thiên Đốn, Maryland và Virginia. Vào ngày thứ Bảy, 18 tháng Giêng, hai chương trình sinh hoạt 40 năm Hoàng Sa đã được liên tục trang trọng tổ chức. Trước hết là nghi thức tưởng niệm do Hội Hải quân và Hàng hải Việt Nam Cộng Hòa miền Đông Hoa Kỳ điều hợp. Rất đông đồng bào đại diện các tổ chức hội đoàn đã tham dự buổi lễ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng tại Jewish Community Center, Fairfax, Virginia. Đặc biệt, có sự tham dự của hai sĩ quan người Mỹ gốc Việt thuộc binh chủng Hải quân Hoa Kỳ là Trung tá Hải quân Nguyễn Anh Tuấn và Trung tá Trần Bảo Quốc. Sau nghi lễ rước linh vị, rước quốc và quân kỳ, dâng hoa và chiếu phim trận hải chiến Hoàng Sa, lễ truy điệu 74 vị tử sĩ Hoàng Sa, văn tế và lễ niệm hương đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, đầy bùi ngùi cảm xúc của đồng bào tham dự. Tiếp nối nghi thức tưởng niệm là buổi vinh danh tinh thần quật cường và anh dũng Hoàng Sa do nhà Việt Nam, Câu lạc bộ Văn học Nghệ thuật Việt Trun cùng tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại đã được long trọng cử hành tại khuôn viên Đại học Nova vào lúc 2 giờ rưỡi trưa cùng ngày, nằm trong chương trình Hội Tết Giáp Ngọ, mở đầu cho loạt sinh hoạt đón xuân của cộng đồng người Việt vùng Hoa Thiên Đốn. Nếu buổi lễ thứ nhất được chủ động tổ chức bởi quân dân cán chính thuộc thế hệ tị nạn thứ nhất, thì đây là buổi lễ được trang trọng cử hành bởi lớp người trẻ Mỹ gốc Việt trưởng thành trên xứ người. Sau khi tên của từng vị anh hùng vị quốc phong thân được xướng danh, cùng với một tiếng chiêng trầm hùng, một nghi thức trao truyền sứ mạng giữ nước thể hiện với Đức Trần Hưng Đạo, vị tổ của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, biểu tượng cho tiền nhân và hồn thiêng sông núi, đã trao lại sứ mệnh giữ nước cho thế hệ theo sau. Các thanh thiếu niên đã trân trọng nhận lãnh gươm thiêng ái quốc và hùng hồn cất cao lời thề Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Điều đáng ghi nhận nơi đây, tinh thần Hoàng Sa không những chỉ được tưởng nhớ bởi lớp quân dân miền Nam sống trong giai đoạn chiến đấu đầy máu lửa của 40 năm về trước, mà đó là tinh thần yêu nước, quật cường, bảo vệ non sông của mọi tầng lớp đồng bào Việt Nam trong lẫn ngoài nước, bất chấp tuổi tác, quá khứ cá nhân của một chặng đường lịch sử Việt Nam. Tinh thần của buổi tưởng niệm và vinh danh 40 năm Hoàng Sa đã được cảm nhận bởi nhiều tầng lớp người Việt tham dự buổi lễ. Hôm nay thật sự tôi rất lên làm sung sướng, rất lên làm vui mừng và đã có buổi lễ ngày hôm nay. Hoàng Sa thật sự ra nó là vấn đề rất là thời sự. Và tôi nghĩ rằng là trong tương lai,
trong cái vấn đề tranh đấu cho tự do của Việt Nam, cũng như tranh đấu vấn đề bảo toàn cái vẹn lãnh thổ cho Việt Nam, thì Hoàng Sa luôn luôn sẽ là một chủ đề cần thiết phải nêu lên, phải nhớ lại cho tới khi nào mình lấy được Hoàng Sa, cho tới khi nào Việt Nam được tự do. Hiện giờ đó thì cái chế độ cộng sản ở Hà Nội đó, thì vì họ bị lệ thuộc Trung Cộng quá nhiều đi, thành ra chắc chắn rằng không có thể nào mà họ có thể đòi lại được Hoàng Sa từ Trung Cộng. Với tôi thì dầu rằng như thế nào, tất cả người dân Việt Nam đều có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ của mình, trong đó có các chiến sĩ hải quân của chúng tôi thời gian năm 1974 như hải chiến Hoàng Sa. Hiện nay Trung Cộng đang lăm le xâm chiếm hải đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bên cạnh đó có những cái thế hệ kế tiếp chúng tôi tiếp tục cái công việc chúng tôi giành giữ đất nước. Cái đó là cái điều mà trong lòng tôi và tất cả những bậc phụ huynh, bậc cha mẹ thế hệ trước rất là hy vọng ở thế hệ kế tiếp này sẽ thực hiện được những điều mà cha ông đã cố công giành giữ bao nhiêu đời nay. Như vậy thì sự hiện diện ngày hôm nay giữa cái thế hệ trước của chúng tôi và thế hệ sau này của các cháu trong Hải quân Hoa Kỳ, đó là một điều do sự kết hợp trong tình thương gia đình, trong tình thương của dân tộc. Điều đó là điều tôi rất là sung sướng, hạnh phúc và hạnh diện. Hai anh em ở Việt Nam qua bên Hoa Kỳ thì rất là nhỏ tuổi, nên lịch sử Việt Nam thì thật sự nói là không hiểu rành. Thì hôm nay thật sự là một niềm vinh hạnh để hai anh em học được lịch sử chính từ miệng của thế hệ trước để mà dạy cho thế hệ sau. Thì coi những cuộn phim thì thật sự nếu mà mình là một người sĩ quan hải quân thì nhìn những trận chiến như vậy thì rất là hiểu ý nghĩa cái tinh thần đấu tranh của người thủy thủ như thế nào. Tôi rất hân hạnh được tới đây để dự lễ và đã đại diện cho Hội Quân Nhân Người Mỹ Gốc Việt tới đây. Nhìn lại cái chiến tranh vậy thì bất cứ ai mà trên mặt biển, sống trên mặt biển, chết trên mặt biển là anh hùng. Ông Bùi Vũ Thư, người đã từng chỉ huy một chiếc tàu trong hạm đội Nhật Tảo, đã chia sẻ kỷ niệm của ông về chiếc tàu Nhật Tảo. Tôi rất buồn khi tôi ở bên Mỹ năm 74 mà tôi nghe tin chiếc Nhật Tảo nó đắm. Thì trong đó có cái ông hạng phó đó là ông Chí đó, ngày xưa có đi tàu với tôi từ cái hồi mà mới cái tàu mới lãnh chiếc 10, và những em thủy thủ mà đã qua đời đó và cũng như là sống sót thì cũng rất thân thiết với tôi. Cho nên đó là một cái khúc ruột của tôi vậy, và tôi rất thương tiếc và tôi đã khóc khi tôi nhận được cái tin tức đấy. Thì bây giờ tôi cũng rất là sung sướng đó khi được biết rằng là chúng ta có cái dịp để mà vinh danh những cái chiến sĩ, những người anh hùng trong cái trận chiến khủng khiếp đó. Thành ra đây là một cái điều rất đáng tiếc, nhưng mà cũng có cái dịp để mà vinh danh hạm trưởng Nguyễn Văn Thà cũng như là hạm phó Nguyễn Thành Chí và tất cả những em đã tử nạn trong trận đó. Ở đây đều là chúng tôi cũng rất vui mừng là đến tham dự cái nghi thức để mà tưởng niệm các anh em đã qua đời. Một người trẻ tham dự chương trình vinh danh 40 năm Hoàng Sa tại hội Tết của tổ chức bởi Nhà Việt Nam đã phát biểu cảm tưởng của anh như sau. Cháu thấy cái chương trình này là rất quan trọng cho cái tuổi trẻ năm nay, thời buổi nay mấy người trẻ như cháu á, thì không có cơ hội để mà biết đến cái buổi này. Hôm nay là lần đầu tiên cháu biết đến cái ngày tưởng niệm này thôi. Jennifer rất là happy and rất là interested in my history. Jennifer là proud of being Vietnamese, and I feel that if we don't talk about it and if we don't have opportunities to come together to speak about the issues, then we can never move forward. And that's why I love being part of shows like these and being part of the Vietnamese community. Do vậy, một tuyên cáo kết tụ cho tinh thần chung này đã được các cộng đồng, các đoàn thể,
các đảng phái người Việt yêu nước đồng ký tên phổ biến nhân ngày kỷ niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa. Ngày hôm nay là tưởng niệm 40 năm cuộc hải chiến Hoàng Sa. Sau khi hội hải quân ở đây cũng như là tất cả những hội hải quân khác ở khắp nơi hải ngoại đã quyết thực hiện một buổi lễ tưởng niệm ở khắp các nơi hải ngoại này, thì các cộng đồng cũng như là tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là các đảng phái, các tổ chức đấu tranh đã cùng họp lại với nhau để mà quyết đồng ký tên một cái bản tuyên cáo chung. Một cái bản tuyên cáo đó đáng lý ra là bằng Việt ngữ, nhưng mà vì lý do muốn đưa cho thế giới thấy cũng như là Hoa Kỳ thấy và nhất là Trung Cộng thấy, do đó mà 83 tổ chức cộng đồng, tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các đảng phái, các tổ chức đấu tranh đã ngồi lại với nhau và ký tên. Cái bản tuyên cáo này nó sẽ được gửi vào cho các cơ quan hành pháp, lập pháp, cũng như là được đăng trên báo Tàu, báo Epoch Times để mà chuyển sang làm sao cho Trung Cộng họ thấy rằng là cái cuộc chiến của Việt Nam Cộng Hòa rất là có thể nói rằng là để bảo vệ đất nước, chứ không phải như là cái thành phần mà hiện bây giờ ở trong nước đang cúi đầu và không dám có một cái hành động nào để mà phản đối trở lại những cuộc xâm chiếm đất đai, biển đảo của Việt Nam chúng ta.